Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, một lần nữa thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý mài trẻ em, quý con cây Chúa, một buổi sáng tốt lành ở trong nhà của Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa thật là tuyệt vời khi chúng ta được đến với Chúa và chúng ta được cầu nguyện với Ngài. Nguyện tình yêu ân điển của Chúa Giêsu Christ Ngài tràn đầy ở trên đời sống của chúng ta trong buổi sáng nay. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một sứ điệp, đó là giải quyết những mối bất hòa trong hôn nhân. Thưa quý bà chị em, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng bằng phẳng và êm ả. Sẽ có những lúc mà trời quang mây tạnh, nhưng mà cũng có những lúc bão táp mưa sa. Nhất là trong cuộc sống hôn nhân, có những lúc êm ấm hạnh phúc, nhưng mà cũng có những lúc bất hòa, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Và trong Kinh Thánh đã có những gia đình của các tổ phụ đức tin, của những người anh hùng đức tin, họ cũng đã trải qua những giờ phút sóng gió và khó khăn ở trong chính ngôi nhà của họ. Tôi ví dụ như là Abraham cũng đã từng có những giây phút ông đã cãi vã với vợ của mình về việc ăn ở với Aga và sinh ra Ishmael, rồi ông phải đuổi bà Aga đi và đứa con của mình là Ishmael ra khỏi nhà. Rồi Jacob cũng vậy, đã phải trải qua những lúc mà ông đã phải vất vả đối với lại hai người vợ của ông, vốn là hai chị em ruột, đó là Lea và Rachel. Rồi vua David cũng vậy nữa, ông đã trải qua những cái giờ phút căng thẳng với vợ của mình là Mi-canh ở trong vấn đề ngợi khen và thờ phượng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ngay cả những người được Chúa chọn, những người được gọi là thánh đó quý mài cha, họ cũng đã trải qua những cái giờ phút xung đột, bất hòa ở trong hôn nhân của họ. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ xem xét dưới cái nhìn của Kinh Thánh, làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được những mối bất hòa trong hôn nhân của chúng ta. Bởi vì hôn nhân có một mục đích rất là tốt lành mà Chúa Ngài ban tặng cho con người của chúng ta. Thứ nhất, đó là Ngài muốn tìm một dòng dõi thánh. Ở trong Malachi đoạn 3 câu số 15, Chúa Ngài dẫu Ngài có thể tạo ra rất là nhiều Eva cho Adam, nhưng mà Chúa Ngài chỉ tạo dựng nên đúng một người Eva mà thôi, là để tìm một dòng dõi thánh ở trong hôn nhân của ông. Và thứ hai, mục đích thứ hai, đó là Chúa Ngài muốn qua hôn nhân của chúng ta mà tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu Christ được bày tỏ xuyên qua mối quan hệ tốt lành của hai vợ chồng. Ở trong Ê-phê-sô đoạn số 5, chúng ta sẽ thấy được rằng là sứ đồ Phao-lô, ông đã nói thế này về mối quan hệ vợ chồng, đó là một cái sự bày tỏ của sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn số 5 từ câu 22 cho đến câu số 33 đó quý mài chị em. Câu 32 thì ông nói thế này: sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Vậy thì ý muốn của Chúa đó là muốn cho chồng phải yêu vợ và vợ thì phải tôn kính và vâng phục chồng. Để qua hôn nhân của chúng ta mà người ngoại người ta nhìn vào và người ta sẽ thấy và biết về tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Nếu vợ chồng của chúng ta không yêu thương nhau thì tình yêu của Chúa Giêsu Christ sẽ bị hoang ố ở trong cái nhìn của những người ngoài. Cho nên tôi cầu nguyện cho tất cả hôn nhân gia đình của chúng ta, dẫu rằng chúng ta không phải là những người hoàn hảo, nhưng mà nhờ tình yêu của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta sẽ có thể vượt qua được những lúc sóng gió, những hiểu lầm, những bất hòa, những xung đột, để chúng ta có thể hoàn tất được mục đích mà Chúa đã kêu gọi ở trong hôn nhân của chúng ta. Và khi mà hôn nhân của chúng ta có thể giải quyết được những mối bất hòa xung đột đó quý mà chị em, thì cá nhân của mỗi người chúng ta là vợ, là chồng, chúng ta sẽ nhận được phước rất là nhiều ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, ở trong sự cầu nguyện. Ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn số 3 câu số 7, lời của Chúa nói rằng là: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là với giọng yêu đuổi hơn. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Sứ đồ Phi-rơ là một sứ đồ đầy ơn của Chúa.
và ông là người có vợ, đúng không quý ông bà chị em? Phi-rơ có vợ đúng không ạ? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 thì cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu ngài vào trong nhà của bà Gia Phi-rơ để cầu nguyện cho bà Gia Phi-rơ. Bà Gia tức là mẹ vợ đó quý vị. Phi-rơ có vợ và có mẹ vợ. Rồi sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng là chúng tôi há chẳng có phép để dẫn một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi giống như Sê-pha tức là Phi-rơ đó đã làm hay sao? Vậy thì khi mà sứ đồ Phi-rơ ông đi hầu vị Chúa thì ông cũng dẫn vợ mình đi theo. Và ông là một người có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong hôn nhân gia đình. Dẫu rằng là người Công giáo cho rằng sứ đồ Phi-rơ là đức giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo, họ tự hào như vậy đó. Hiện tại thì chúng ta biết rằng là Vatican chính là trung tâm của Công giáo trên toàn thế giới. Và dưới cái tầng hầm của Vatican đó quý vị, đó là mộ phần của sứ đồ Phi-rơ. Người Công giáo họ tự hào rằng là giáo hội của họ được lập ở trên chính Phi-rơ, là vị sứ đồ đầu tiên, là vị sứ đồ có cái chìa khóa của nước thiên đàng. Và họ tự hào, họ tự hào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đức giáo hoàng đầu tiên của Công giáo lại là người có vợ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Phi-rơ, ông nhận biết được cái ích lợi của một cái hôn nhân hạnh phúc như thế nào. Nó sẽ đem lại phước hạnh cho người ở trong cuộc, một đời sống cầu nguyện phong phú và đầy quyền năng. Còn nếu mà hôn nhân hai vợ chồng mà không được hòa thuận với nhau đó, thì cái sự cầu nguyện nó sẽ bị rối loạn quý bà chị em. Có bao giờ quý vị cảm thấy cầu nguyện không nổi sau khi mà chúng ta có những cái sự bất hòa với vợ, với chồng ở trong ngôi nhà của mình không? Có người rất là chân thật luôn đó, có. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn trong thuộc linh nghe, tôi không có nhìn trong thuộc thể. Tôi thấy hội thánh của chúng ta ở đây 90% là những gia đình rất là hạnh phúc. Tôi nói trong hiện tại đó. Cảm ơn Chúa. Tôi có thể cảm nhận trong thuộc linh cái bầu không khí gia đình của quý ông bà chị em. Tôi xin Chúa ngài cho tỷ lệ nó càng ngày càng nhiều hơn, đến nỗi mà hội thánh của chúng ta sẽ là 100%. 100% hạnh phúc ở trong hôn nhân. Tại sao lại như vậy quý mài chị em? Bởi vì nếu hôn nhân của chúng ta hạnh phúc thì đời sống cầu nguyện của chúng ta không có gì rối loạn cả, không có gì bị trục trặc cả, không có gì làm cho đời sống tâm linh của chúng ta nó bị nghẽn mặt hết quý mài chị em. Có những khi chúng ta cầu nguyện mà cầu nguyện không biết cầu nguyện cái gì hết, cầu nguyện không nổi luôn, là bởi vì cái tấm lòng chúng ta nó có một cái cục đá, nó có một cái tảng băng gì đó trong lòng của mình. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ giải quyết điều này. Tôi thì không phải có tất cả những câu trả lời cho mọi cái bất hòa và xung đột ở trong hôn nhân của quý vị. Tại vì nói về đời sống vợ chồng đó, chúng ta biết rằng là mỗi nhà mỗi cảnh đúng không quý mài chị em? Mỗi cây mỗi hoa mà, mỗi nhà mỗi cảnh. Nó vô số muôn vàng vạn trạng. Không tiền bạc tài chánh thì cũng là con cái. Rồi không vấn đề con cái thì cũng là vấn đề công ăn việc làm. Rồi mối quan hệ hàng xóm láng giềng nội ngoại hai bên, ôi đủ kiểu hết. Nếu mà giải quyết hôn nhân của từng người mà từng chi tiết như vậy đó quý vị, nó sẽ rất mất thời gian. Cho nên tôi sẽ cung cấp cho quý vị những nguyên tắc theo lời của Chúa để chúng ta có thể dung hòa được những cái sự khác biệt của nhau. Bởi vì trước hết chúng ta thấy rằng là để chúng ta giải quyết được gốc rễ của bất hòa cho hôn nhân thì chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên nhân hay là cái gốc rễ của cái sự bất hòa đó là gì. Giống như khi quý vị vào trong bệnh viện để giải quyết bệnh tật quý vị, thì không một bác sĩ khôn ngoan nào mà lại đưa quý vị vào trong phòng mổ ngay lập tức. Đúng không quý mài chị em? Họ sẽ phải ngồi nói chuyện với quý vị đau bụng, nhưng mà quý vị đau chỗ nào? Bác sĩ sẽ phải khám, họ sẽ chụp hình hoặc là chụp phim, đúng không ạ? Để xem coi rằng là đau bụng là cái chỗ nào, chứ bây giờ cứ đau bụng là mổ là đâu có được, đúng không? Mổ cái gì?
đa bao tử mà bây giờ mổ ruột thừa, đúng không? Cho nên hôn nhân quý vị, dẫu rằng có những cái nỗi đau, nhưng chúng ta phải biết rằng là cái nó đau chỗ nào, do là do cái điều gì, nằm lỗi ở đâu. Buổi sáng này chúng ta sẽ phân tích để chúng ta biết được rằng là có những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta chưa có hiểu được hết người phối ngẫu của chúng ta. Trước hết thì chúng ta thấy giữa người nam và người nữ họ có những cái tâm sinh lý khác nhau. Về nhận thức thì người nam khác với người nữ. Người nam thì thường chú ý đến cái tổng quát, cái cốt lõi của vấn đề. Người nam thì thường hay lý luận theo nguyên tắc, phán đoán khách quan hơn, dựa trên sự kiện và coi việc làm quan trọng hơn là lời nói. Nhưng mà còn người nữ thì chú ý đến mọi chi tiết, những cái tiểu tiết nhỏ nhặt, suy nghĩ bằng trực giác, phán đoán thường chủ quan hơn, vì dựa trên tình cảm, coi lời nói là quan trọng. Chẳng hạn bây giờ hai vợ chồng hàng xóm nó đang cãi nhau sùm ngoài đó, thì người chồng ở bên đây sẽ đánh giá cái tình hình của nó. Nói chung nó cũng không sao hết, chưa đánh nhau, chưa có đổ máu, không sao, mình cứ bình chân như vậy, không sao hết. Nhưng mà bà vợ ở trong nhà bà nói, không xong rồi anh ơi, họ cãi nhau, chắc họ sẽ đánh nhau, họ sẽ giết nhau nữa, bây giờ mình kêu công an đi anh ơi. Ông chồng đang lấy xăng tìm cách để mà đe dọa gia đình đó, mình phải can thiệp chứ anh. Ông chồng thì ông nói, không, anh quan sát mà thấy rằng là không sao hết. Người chồng luôn luôn có một cái nhìn tổng quát, nhưng mà người vợ thì dựa vào trong những lời nói và đánh giá được cái tình hình. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là một cái sự khác biệt giữa nam và nữ. Rồi về người nam á, thì cái vấn đề thể xác là ưu tiên hơn, và người nữ thì cái tấm lòng lại là ưu tiên. Tại vì người nam thì thường hay nhìn bên ngoài, và đối với người nam thì cái cơ thể của người phụ nữ, của vợ mình á, lại là cái điều đập vào mắt của anh ấy đầu tiên. Nhưng mà đối với người nữ trong gia đình thì cái tấm lòng của người chồng đối với mình á, là cái điều đập vào trong cái nhận thức của mình đầu tiên, đúng không ạ? Người vợ ít khi nào chú ý đến cái việc đó, là anh chàng của mình bận đồ châu chú sao, sạch sẽ sao, cái đó là thứ yếu thôi. Nhưng mà cái điều mà người nữ thường hay quan tâm đó chính là anh ấy hôm nay nói năng với mình thế nào, anh ấy có cư xử với mình có như trước đây không, đúng không quý Mai Trang? Người phụ nữ thường hay lắng nghe, thường hay để ý đến những cái hành động rất là nhỏ của chồng mình, chứ không bao giờ quan tâm đến cái chuyện đó là chồng mình hôm nay ở nhà ăn bận lịch sự hay không. Thôi ảnh ở nhà anh bận gì cũng được, đúng không ạ? Ngoại hình như thế nào cũng được, tóc tai như thế nào cũng được, miễn là anh ấy yêu thương và tử tế ga lăng với mình. Cho nên các anh cần nhớ, những người chồng cần nhớ đó là các chị thường sống bằng tình cảm hơn là lý luận. Và các chị cần có sự quan tâm, bảo vệ, che chở của anh. Hãy đáp ứng bằng những lời nói dịu ngọt, tâm tình và cử chỉ âu yếm. Hãy phát huy và theo đuổi những giá trị tinh thần đó. Đôi khi người vợ đến với chồng nói, anh ơi bây giờ em gặp khó khăn thế này, thế là ông chồng ông sổ ra hết. Theo anh thì em phải thế này, theo anh thì em phải thế kia, em đừng có làm cái chỗ đó nữa, em đổi cái việc đi. Mình sổ ra một tràng, cái bà vợ và chan ngang bà lắc đầu. Thật ra người phụ nữ họ không cần có những cái lý luận hoặc là cái giải pháp, nhưng mà người nữ khi họ đến với người nam đó, họ cần người nam lắng nghe mình, đúng không các bà? Chỉ cần mà các bà nói ra hết cái tấm lòng của mình, cái ông ngồi đó chịu cắn răng mà ngồi nghe đi, tôi bảo đảm luôn là sau khi mà các bà nói xong là bầu không khí gia đình của mình nó sẽ êm xuôi hết, êm thấm hết. Dẫu rằng các bà có gào khóc hay là có la hay là có gì cho nữa, các ông cứ nhìn, đừng có nói. Đây là cái trải nghiệm đầy xương máu của tôi đã trải qua. Người phụ nữ họ cần có cái nơi để mà họ có thể trút bầu tâm sự của họ. Họ cần có một người để mà lắng nghe họ.
chứ không phải là cần có một quân sư quạt mo ở trong nhà của mình. Đôi khi ông chồng, ngay cả tôi cũng vậy, tôi cứ nghĩ rằng là mình có tất cả mọi câu trả lời dành cho vợ của mình. Vợ tôi hỏi một câu là tôi sổ một tràng hết. Nhưng mà tôi thấy rằng là mình càng nói nhiều thì vấn đề nó càng không được giải quyết. Nhưng mà khi mình im lặng, mình nghe, thì vợ tôi cảm thấy thỏa lòng. Tôi thấy à, đây là cái chỗ mà mình trước giờ mình chưa có gãi đúng cái chỗ ngứa. Và khi mình im lặng, cho dẫu mình cũng hơi khó chịu, bởi vì sao? Vợ mình nói có vẻ hơi nhiều, nhưng mà chính cái sự nói nhiều đó nó sẽ giúp cho giải tỏa tâm lý của người nữ. Amen. Dạ rồi, còn các chị cần phải nhớ rằng là các ông chồng á, rất là chú trọng đến thể xác, sắc đẹp và nét duyên dáng của các chị. Cho nên hãy ăn mặc cho thật là tươm tất, lịch sự và trang điểm cho nó dễ thương một chút. Hãy dọn những bữa ăn thật là ngon và đúng giờ. Đừng bỏ bê việc nhà quý mà chị em. Các chị nhớ nha. Dạ. Có những ông họ không dám nói ra, nhưng mà tôi hiểu rằng là người vợ không có tâm lý, ăn mặc rất là xề xà ở trong gia đình của mình, lúc nào cũng bận đồ đen hết. Cho nên các bà đừng có nói lý tại sao mà chồng của mình lúc nào cũng cứ nhìn qua hàng xóm, cái nhỏ nó ăn bận. Quý mà chị em ơi, đàn ông thì họ bị cám dỗ bằng mắt. Cho nên là người nữ chúng ta cần phải tâm lý, chúng ta cần phải ăn bận cho nó sạch sẽ, tươm tất. Chứ đừng nghĩ rằng là mình ở nhà muốn ăn bận sao cũng được. Dĩ nhiên tôi không có bắt buộc chúng ta phải ăn bận cầu kỳ. Tôi không nói là mình phải ăn bận cầu kỳ. Nhưng phải tươm tất, sạch sẽ. Amen. Yeah. Chúng ta quyến rũ được người đàn ông hay không? Ở trong chính ngôi nhà của mình đó quý vị. Đó là qua cái sự ăn mặc của chúng ta. Rồi, có sự khác biệt về cá tính của mỗi người nữa. Có thể vợ chồng khác biệt nhau về cá tính. Nó cũng dẫn đến cái sự xung đột đúng không ạ? Có thể người thì nhanh nhẹn và tháo vát, nhưng mà người kia thì chậm chạp và u ly. Có những cái tính cách khác nhau. Và nó dẫn đến một cái sự bất hòa. Và để chúng ta có thể giải quyết điều này đúng không quý vị, thì dường như là không thể, đúng không? Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh mà, làm sao mình thay đổi được tánh nết của ổng hoặc là thay đổi tánh nết của bà được. Cho nên là khôn ngoan nhất trước khi mình kết hôn, mình cần phải xem coi rằng là mình có thể mình chấp nhận được cái tính cách đó hay không. Chứ đã cưới rồi mà bây giờ mình còn chê nữa thì ván đã đóng thuyền, làm sao mà gỡ ra được quý vị, đúng không ạ? Nếu chúng ta có một người vợ, một người chồng mà đã tin Chúa rồi đó, chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa thay đổi tính cách đó. Xin Chúa ngài cho anh ấy hoặc là cô ấy có sự lắng nghe, có sự thay đổi. Và tôi tin rằng là bởi tình yêu thì hai vợ chồng sẽ tìm cách để thay đổi chính mình, để mình có thể hòa hợp với nhau. Đúng không quý mà chị em? Và đã yêu nhau rồi, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, chắc chắn mình sẽ tìm cách để sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng lẫn nhau. Và chúng ta sẽ tìm cách để thay đổi cho nó phù hợp với nhau. Và có thể khác biệt về nhận thức, về quan điểm, về sở thích trong những vấn đề của cuộc sống. Người thì coi trọng tình nghĩa, nhưng mà có thể người khác thì lại đặt nặng vấn đề vật chất. Người nữ thì muốn là sống sao cho hai bên nội ngoại vui, có thể tặng quà hoặc là biếu quà. Nhưng mà ông chồng thì không đặt nặng vấn đề đó. Tại sao bà lại mua quà? Tháng này thiếu lên hụt xuống mà bà cứ mua. Đó là cái sự khác biệt về cái quan điểm. Thì điều này thật ra nó cũng chẳng có gì là trầm trọng cả. Nhưng nếu chúng ta hiểu nhau thì chúng ta sẽ có thể dung hòa cho nhau. Rồi khác biệt về nền giáo dục, rồi văn hóa ở trong đời sống của mỗi vợ chồng đó. Nếu mà chúng ta là người Kinh với nhau á, thì có thể cái văn hóa nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng tôi thấy có những cặp vợ chồng á, là họ là người đồng bào, họ lấy người Kinh, thì đa phần có một cái sự khác biệt về văn hóa rất lớn.
những người đồng bào ở miền núi thì họ có cái văn hóa khác của họ, còn người Kinh chúng ta thì lại có cái văn hóa khác của chúng ta. Nhưng mà nói về người Kinh thì ở mỗi một tỉnh thành nó đều có một cái văn hóa riêng của họ, đúng không quý mà chị em? Người miền Nam mình khác với người miền Bắc, đúng không? Rồi miền Bắc cũng khác với miền Trung nữa. Cho nên là khi mà chúng ta nói về sự khác biệt về văn hóa thì nó cũng là một cái vấn đề khiến cho hai vợ chồng khó hiểu nhau. Và khi chúng ta hiểu được rằng là chúng ta xuất thân từ những cái nền văn hóa khác nhau đó, thì chúng ta sẽ có thể chấp nhận được cái sự khác biệt của người kia. Vừa rồi thì tôi cũng tư vấn cho một cặp như vậy. Ông chồng thì rất là thoải mái, ông uống cà phê xong cái ông để ly cà phê ở ngay bàn ông. Ông đi một hồi ông dọn dẹp nhà cửa, ông quên cái ly cà phê để trên bàn. Bà vợ thì bà thấy, bà là người Kinh, ông này là người đồng bào. Bà nói cái ông chồng của mình sao mà ông lúc nào cũng bê bối, uống mà không dọn gì hết, là để mình cứ phải đi dọn. Thế là ông chồng ông biết như vậy, cái ông cũng khó chịu. Và thế là tôi giải hòa cho hai vợ chồng, cho họ thấy rằng là cái sống của người đồng bào họ khác với người Kinh một chút. Đó là họ rất là thoải mái, đúng không? Có thể họ để cái ly cà phê đó, nhưng mà lát nữa một hồi thì họ sẽ tìm cách để dọn dẹp ra sao. Ông đi làm công việc của ông xong rồi ông mới quay trở lại để ông dọn cái ly này. Nhưng mà người vợ thì cứ nghĩ rằng là uống xong là phải dọn, phải gọn gàng, phải dọn dẹp ngăn nắp, và có sự khác biệt về cái nhìn của nhau. Cho nên tôi nhìn thấy rằng là xung đột vợ chồng nó có vô số lý do để xung đột, đúng không quý vị? Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái ly cà phê cho đến cái bóp tiền, rồi cho đến vấn đề lớn hơn nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải khôn ngoan để ma quỷ nó không có kẽ hở nào, nó xen vào và nó làm cho hôn nhân của chúng ta bị mất đi hạnh phúc. Amen. Tôi thấy rằng là có những khi vợ chồng cũng có cãi vã xung đột, nhưng mà sau khi cãi vã xung đột xong, họ hiểu nhau và họ sẽ thông cảm cho nhau và họ sẽ yêu nhau nhiều hơn. Amen. Còn hơn là không bao giờ cãi nhau. Tôi thấy có những cặp vợ chồng họ không bao giờ họ cãi nhau luôn, nhưng mà cái mặt lúc nào cũng hầm 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 hầm. Rồi đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi phát hiện ra những cặp vợ chồng đó họ say goodbye, họ ly dị, họ không sống với nhau nữa. Tôi nói ô sao tiếc quá. Vấn đề đó là bởi vì cứ họ không chịu đối diện với nan đề và họ không chịu mổ xẻ vấn đề. Thà họ xung đột với nhau, họ lớn tiếng với nhau mà vấn đề được giải quyết, họ hiểu nhau, còn hơn là cứ im lặng mà anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Rất là dài quý mà cho em, tôi thấy điều đó rất là dài. Cho nên vấn đề vợ chồng đôi khi tôi thấy những cặp vợ chồng họ cãi với nhau, tôi nói đò tốt đó. Ủa sao mục sư lại nói vậy, vợ chồng người ta cãi nhau mà tốt gì? Tôi nói không tốt là bởi vì sau khi họ cãi nhau họ hiểu được nhau hơn. Đôi khi cái vấn đề mà xung đột quá, họ nhìn rằng là họ đang giải quyết cái vấn đề chứ không phải là họ giải quyết nhau. Chừng nào họ giải quyết nhau mới sợ, đúng không? Họ cãi xong một cái là họ thấy vấn đề đây, vấn đề đây, rồi ok, xong, không cãi nữa. Amen. Cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là có những khi cái sự trao đổi, tranh luận với nhau nó lại tốt ở trong vấn đề vợ chồng với nhau. Nhưng chúng ta cần phải có sự tiết độ, phải có sự tiết chế, đừng để cho cái sự nóng giận nó trở thành một cái sự bùng nổ. Mỗi người chúng ta cần phải tự kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để cho cảm xúc nó trở nên quá đáng. Chúng ta phải biết rằng là cái vấn đề là cái điều mà chúng ta giải quyết, chứ không phải là chúng ta đang cãi với cái người kia để hạ nhục người kia hoặc là làm tổn hại người kia. Có thể bất đồng về quản lý chi tiêu, rồi có thể về giáo dục con cái, trong cách cư xử họ hàng hai bên, rồi có nhiều cái điều khác nhau lắm. Cho nên chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần phải trước hết mặc lấy cái sự nhu mì, mềm mại. Không phải chỉ là người nữ mà thôi, nhưng mà ngay cả các ông cũng vậy. Chúng ta cần phải nhu mì, mềm mại giống như Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Hãy tự hỏi bản thân mình rằng nếu Chúa Giêsu ở trong hoàn cảnh của con,
Ngài sẽ làm gì? Ngài có săn tay áo lên để mà cãi với vợ của Ngài không? Ngài có hơn thua không? Đối với những chị em mà chúng ta đã lập gia đình rồi đó thì chúng ta không có nói vấn đề ly dị ở đây. Đúng không? Chúng ta chỉ có một đường tiến thôi, chúng ta cần phải giải quyết cái việc đó. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa Ngài khiến cho lòng của chồng của mình được cảm hóa, được thay đổi. Nhưng mà đối với những chị em mà chúng ta chưa lập gia đình đó, thì tôi khuyên rằng là chúng ta đừng vội vàng lấy những anh nào có cái tính tình cố chấp. Có những người nam ở họ không chịu lắng nghe. Lúc nào cũng hiếu thắng, lúc nào cũng cho là mình là đúng. Lúc nào cũng muốn gọi là khi mà tranh chấp hay là xung đột với người yêu của mình, lúc nào cũng đặt mình là cái người thắng. Không bao giờ chịu chấp nhận thua. Thì các chị em chúng ta nên tránh xa những người như vậy. Tại vì khi cưới rồi đó là khó thay đổi lắm. Và tôi nói thật luôn quý vị ơi, chúng ta không bao giờ thay đổi được người đàn ông đó đâu. Giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời. Nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta cưới, không ai nói gì hết, sau này có chơi có chịu. Đừng than với mục sư, đừng than với hội thánh, chồng tôi như thế này. Dĩ nhiên ở đây tôi nói rằng là ở trong Chúa đó quý vị, không có một người chồng nào, không có một người chồng xác thịt nào mà là hoàn hảo hết. Ngay cả tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Nhưng khi chúng ta đối diện với lời của Chúa, chúng ta thấy được có những cái sai yếu đuối của mình, và người khác khuyên bảo mình sai, mình cần phải hạ mình và mềm mại để thay đổi chỗ chính mình. Đấy, tôi đang nói về cái việc đó là chúng ta cần phải chọn những con người họ sẵn sàng, họ chấp nhận thay đổi. Thì đó là những người mà chúng ta nên lập gia đình với họ. Các chị em phụ nữ chưa lập gia đình, chúng ta cần phải lưu ý. Amen. Hãy chọn người khiêm nhường, kính sợ Chúa và có tấm lòng mềm mại, chịu lắng nghe, chịu học hỏi, chịu cầu tiến. Bản thân tôi đây cũng phải cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Tại vì mỗi kia Chúa nói với tôi rằng, con ơi, con có biết rằng là bây giờ đó, thời đại bây giờ nó tân tiến hiện đại lắm không? Bây giờ người ta không còn sử dụng tivi trắng đen nữa, nhưng bây giờ người ta sử dụng tivi màu. Tôi nói, hả? Sao Chúa lại nói với con điều này? Chúa nói với tôi rằng là đàn ông Việt Nam ngày hôm nay họ cổ hủ lắm. Họ không chịu thay đổi bản thân của mình. Họ cứ để cho vợ mình phải xem tivi trắng đen mỗi ngày. Họ nói, tính tôi như vậy đó, cha mẹ sinh sao cứ để vậy. Tính tôi cọc cằn thì tôi cứ cọc cằn như vậy. Tôi không ga lăng thì cứ để như vậy. Mắc mới vậy tôi mà bà cứ phải nói. Quý vị ơi, ngày hôm nay người ta rất là văn minh rồi. Dĩ nhiên cái vấn đề mà tivi trắng đen á, quý vị xem cũng chẳng có gì sai hết, đúng không ạ? Tivi trắng đen với tivi màu thì bây giờ cái hình ảnh nó cũng như vậy thôi. Nhưng nếu có màu thì nó sẽ tươi đẹp hơn, đúng không quý vị? Có mấy ông chồng nói, bà dạo này mà tôi thấy bà sao chứ, cái lúc nào cũng đi uống cà phê, kêu tôi đi hẹn hò, kêu tôi đi xem phim. Thôi dẹp đi bà ơi. Thời gian đâu mà lo mấy cái chuyện đó, ga lăng lãng mạn gì, giờ tuổi này rồi, sắp xuống lỗ rồi mà còn coi tivi, rồi hẹn hò nắm tay giống như tụi trẻ. Quý vị ơi, làm như vậy đó là rất là dại. Chúng ta cần phải lãng mạn. Nhớ lại ngày xưa đi, khi mà mình còn nghèo đó, mình chưa có tiền mua một cái nhẫn tặng cho người yêu của mình đó. Quý vị làm cái gì? Quý vị ra đồng, lấy cái cỏ đúng không, rồi xong cái mình xe nó lại thành một cái nhẫn rồi mình tặng cho người yêu của mình. Quá, đó là tivi màu đó quý vị, đúng không? Nó phải có màu mè một chút thì mới có tình cảm, tình yêu chứ. Chứ còn mà bây giờ mình nói mình yêu mà mình không có màu mè thì nó chán lắm. Tôi không nói rằng quý vị màu mè theo kiểu mà của đời này, là kiểu mà muốn là lừa gạt hoặc là xạo với nhau. Không, tôi nói rằng cái màu mè trong cái sự chân thật đó, trong sự yêu thương đó. Mình yêu ai đó thì mình thường tìm cách để đổi mới bản thân, đúng không? Đổi mới cái tình yêu đó.
Và nếu mình không đổi mới thì cái người ở trong cuộc họ sẽ bị cám dỗ. Đúng không? Quý vị ở nhà coi tivi trắng đen, tự nhiên thấy hàng xóm nó mở tivi màu, mình cũng ráng mình đưa cái đầu qua đó xem coi nó có màu gì, đúng không? Cho nên đây là một trong những cái điều mà Chúa dạy tôi để tôi chia sẻ cho quý vị. Những ai chúng ta có cái hôn nhân mà nó dường như nó lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng xung đột, quý vị, chúng ta cần phải biết được cái nguồn gốc của nó. Cái vấn đề đó là mình phải đổi mới bản thân mình. Amen. Trong sự chân thật, trong sự yêu thương của Chúa. Và tôi thấy rằng là cái việc đổi mới nó rất là khó. Bản thân tôi đã thử thay đổi, nó khó vô cùng, quý vị ơi. Nhưng mà tại ơn Chúa, nhờ ơn Chúa tôi thay đổi được. Tôi tin rằng quý vị sẽ thay đổi được. Các ông sẽ thay đổi được. Amen. Đừng nói rằng thôi tính tôi sao, cứ để vậy đi. Quý vị ơi, vậy tội nghiệp lắm. Tội nghiệp, cái người tội nghiệp đầu tiên đó là chính mình. Đúng không? Mình bây giờ đang tivi trắng đen, người ta nói rằng, kỹ sư nói rằng là có thể nâng cấp lên tivi màu. Mình không chịu nâng cấp lên tivi màu thì mình thiệt thòi, đúng không? Và thứ hai nữa là người bên cạnh mình cũng thiệt thòi nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta được nâng cấp ở trong hôn nhân của chúng ta. Khi có màu sắc một chút nó tươi vui hơn đó quý vị. Vợ của mình vui hơn, chồng của mình vui hơn thì hôn nhân nó hạnh phúc. Đúng không? Thậm chí quý vị không cần cầu nguyện cho hôn nhân của mình thì nó tự động hạnh phúc. Người Mỹ người ta nói rằng happy wife, happy life. Tức là vợ hạnh phúc thì cuộc sống nó sẽ hạnh phúc. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nói điều này không phải để chúng ta lên án hoặc là chúng ta cứ nhìn người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà mỗi người cá nhân chúng ta cần phải thay đổi trước hết, quý vị. Amen. Yeah. Thứ hai đó là nếu mà người vợ, người chồng mà có tiêu chuẩn sống hoặc là mục tiêu tiêu thuộc linh khác nhau thì nó sẽ rất là khó khăn ở trong gia đình. Nếu mà người vợ cưới người chồng không tin Chúa hoặc là người chồng cưới người vợ không tin Chúa thì chúng ta thấy rằng là cái hôn nhân đó nó luôn luôn có sự bất hòa. Mà cái gốc rễ nó không phải nằm ở chỗ quan điểm hoặc là cái tâm sinh lý mà thôi, nhưng nó nằm ở chỗ đó là cái thuộc linh nó không giống nhau. Người thì sống cho Chúa, một người thì sống cho chùa. Người thì sống cho cõi đời đời, nhưng mà người thì sống cho cõi tạm thời. Nó khác nhau hoàn toàn. Nó sẽ rất là khổ quý mà chèm. Rồi ngay cả người tin Chúa lấy người tin Chúa với nhau, nếu quan điểm sống cho Chúa khác nhau thì nó cũng có vấn đề nữa. Đúng không? Người nóng cháy sốt sắng hầu vì Chúa sốt sắng, nhưng mà cái người kia thì lúc nào cũng chỉ yêu mến thế gian thì nó cũng là một cái vấn đề. Nhưng dù sao thì nó cũng đỡ hơn là cái việc lấy người ngoài. Chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa ngài thăm viếng và phục hưng đời sống của người phó ngẫu chúng ta. Những ai đang yếu đuối thì xin Chúa kéo họ đến với Chúa và thay đổi họ. Tại vì khi một người nóng cháy sốt sắng cho Chúa thì người đó cũng sẽ có tình yêu của Chúa để yêu thương người phối ngẫu của mình. Tôi thấy có những khi Chúa thăm viếng tôi và tôi phục vụ Chúa nóng cháy sốt sắng, nhưng mà những lúc đó tôi không bao giờ tôi quên vợ tôi cả. Và Chúa nói với tôi rằng không ai yêu ta mà lại quên mất người phối ngẫu của họ. Cho nên quý mài cha em ơi, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà yêu mến Chúa, kính mến Chúa và yêu vợ, yêu chồng như chính thân mình. Amen. Và điều tiếp theo nữa, có thể vợ chồng có những cái kinh nghiệm sống khác nhau. Cả hai đã đến với nhau ở trong những gia đình khác nhau. Có thể người vợ được xuất thân từ trong một gia đình nề nếp, một gia đình ngăn nắp và sống có chuẩn mực từ bé. Nhưng mà ông chồng thì xuất thân từ trong một gia đình sống rất là thoải mái, có thể hơi bê bối một chút, có thể không ngăn nắp một chút. Có thể rất là tự do trong lời nói, bày tỏ quan điểm của mình mà không phải ngại ngùng. Nhưng mà người vợ thì lại rất là chặt chẽ và kiệm lời của mình. Và nếu hai người như vậy họ đến với nhau thì nó sẽ có những cái sự khác biệt với nhau. Và nếu khác biệt như vậy thì chúng ta không nên tìm cách thay đổi lẫn nhau, nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi chính mình để mình chấp nhận những cái thay đổi của nhau. Đừng cho rằng là
cái của tôi là đúng nè, còn cái của chồng mình là sai, phải sống theo như cái cách của tôi. Quý mài chị em ơi, tình yêu thương của Chúa thì che đậy vô số tội lỗi. Nếu quý vị yêu thương lẫn nhau, quý vị sẽ không có tìm cách để làm cho vợ, cho chồng của mình cảm thấy xấu mặt. Có thể có những cái lỗi đó, nhưng mà chúng ta hãy tìm cách để khỏa lấp nó. Đừng có nói xấu vợ của mình, chồng của mình cho người khác nghe. Một trong những cái dạy đó chính là chúng ta nói xấu vợ, nói xấu chồng, nói xấu người phối ngẫu của chúng ta cho hàng xóm hoặc là cho những người ở ngoài. Bởi vì khi họ nghe như vậy đó quý vị, nó sẽ có một cánh cửa mở ra để ma quỷ nó xen vào. Nó có thể cám dỗ người vợ hoặc là cám dỗ người chồng. Cho nên chúng ta cần phải khôn ngoan quý mài chị em. Nếu chúng ta có kinh nghiệm sống khác nhau, thì chúng ta hãy tập chấp nhận. Và chúng ta đừng có làm lớn chuyện, nhưng hãy cố gắng làm chuyện lớn cho Chúa. Amen. Hôn nhân của chúng ta nó phải đến được cái chỗ cuối cùng, cái chỗ kết thúc. Amen. Có thể khởi đầu trong hôn nhân của chúng ta không được suôn sẻ lắm, hoặc là trên cái đoạn đường mà chúng ta đi với nhau có thể không được suôn sẻ lắm, nhưng chúng ta mỗi người cần phải kết thúc ở trong ơn của Chúa. Amen. Rồi con cháu của chúng ta sau này khi chúng nó nhìn vào trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, thì chúng nó sẽ thấy rằng quả thật chúng ta là những người tin kính Chúa, rồi chúng ta là những người sống theo lời của Chúa. Chúng ta không ai là hoàn hảo cả, quý mài chị em, không ai hoàn hảo hết. Nhưng mà chúng ta có một đấng hoàn hảo ở trong hôn nhân của chúng ta. Hôn nhân không phải chỉ là sự có mặt của hai vợ chồng, hai người mà thôi, nhưng mà cũng có sự hiện diện của người thứ ba, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy luôn tôn kính Chúa và lắng nghe Ngài. Trong những lúc khó khăn, xung đột, bế tắc như vậy, quý vị cần phải cầu hỏi Chúa: Chúa ơi, Ngài đang ở đâu trong hôn nhân này? Ngài có thấy những việc đang xảy ra không? Xin Chúa Ngài thương xót và cứu giúp gia đình của con. Và cái điều mà cuối cùng mà tôi khuyên bảo quý vị, chúng ta đang đối diện với xung đột, chúng ta cũng hãy tra xét xem coi có con trồn nào ở trong vườn nho hay không. Có cái tội lỗi nào nó ở trong hôn nhân của chúng ta hay không? Bởi vì tội lỗi chính là cái vấn đề khiến cho hôn nhân của chúng ta nó gặp trục trặc rất là nhiều. Hồi nãy tôi nói về vấn đề tâm sinh lý đúng không? Rồi cái nhận thức, cái quan điểm của người nam và người nữ nó khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là có một cái điều mà giống nhau giữa nam và nữ, đó chính là chúng ta thường hay bị tội lỗi nó cám dỗ. Và khi tội lỗi cám dỗ mà chúng ta không chiến thắng được, thì ma quỷ nó sẽ hợp pháp tấn công hôn nhân của chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu sâu số 4, lời của Chúa nói rằng: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Lời của Chúa nói rằng là hôn nhân của chúng ta cần phải có sự quý trọng. Chúng ta phải quý trọng hôn nhân của chúng ta, phải tôn trọng nó với mài chen. Hôn nhân không phải là cái thùng rác để chúng ta muốn bỏ cái gì đó vào trong đó thì bỏ. Hôn nhân không phải là cái việc mà chúng ta muốn mặc vào rồi sau đó chúng ta không thích chúng ta cởi nó ra. Nhưng mà hôn nhân là một giao ước thánh. Hôn nhân đó là một phước hạnh mà Chúa ban cho con người của chúng ta. Hôn nhân nó đến từ Chúa. Đúng không quý mài chị em? Chúng ta cần phải trân trọng nó. Không có một con vật nào trên thế gian này mà nó có hôn nhân giống như con người chúng ta. Nó làm đám cưới đúng không? Nó kêu gia đình hai bên đàn trai đàn gái đến để cưới nhau, có không quý mài chị em? Có thấy con khỉ nào mà nó đứng ra nó làm đám cưới cho nhau không? Không. Chỉ có con người của chúng ta mới có đám cưới và có hôn nhân. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài thiết lập hôn nhân đó cho con người. Cho nên khi chúng ta bước vào trong hôn nhân thì chúng ta cần phải kính trọng nó. Kính trọng như thế nào? Chúng ta đừng có để cho cái sự ô uế, những cái sự tình dục vô luân nó xuất hiện ở trong hôn nhân của chúng ta. Rồi cũng đừng có phạm tội dâm dục và ngoại tình. Ngày hôm nay có một cái loại ngoại tình mà nó nguy hiểm lắm quý mài chị em. Đó chính là ngoại tình ở trong tư tưởng. Có thể chúng ta không nói ra, nhưng mà nó nằm ở đây nè quý vị. Cứ suy nghĩ về cái người đó, cứ tơ tưởng về cái người đó,
Có thể người phối ngẫu của mình nằm bên cạnh mình không biết, nhưng mà nếu nó nằm ở đây, chắc chắn không sớm thì muộn nó sẽ sản sinh ra hành động. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng là cái người nào phạm tội tà dâm đó mà liếc mắt nhìn cái người nhìn cái người nữ khác mà động lòng tham muốn là phạm tội tà dâm với người đó. Là Chúa đang nói rằng là phạm tội trong đây nè quý vị. Nó phạm tội ngoại tình ở trong đây. Chứ còn phạm tội ngoại tình thì chúng ta có lẽ hiểu rồi đúng không? Ngày hôm nay thì thế gian đầy. Thậm chí trên mạng người ta nói bây giờ thế gian đầy mấy cái người này. Tôi không còn tin đàn ông nữa. 100 ông thì hết 99 ông là đi ăn chả ăn nem ngoài hết rồi. Còn một ông đó là ông nằm bị liệt á, ông nằm trên giường á, ông chỉ nhìn lên trần nhà thôi, ông không đi được mà cho nên ông mới không có phạm tội thôi. Ấy, thế gian ngoài kia tôi đọc thấy như vậy. Nhưng mà trong Chúa thì khác quý mời cha. Chúng ta là muối của đất và là ánh sáng của thế gian này. Quý vị có đồng ý rằng chúng ta là muối không ạ? Chúng ta cần phải giữ gìn cái sự thánh sạch, gìn giữ cái sự chuẩn mực cho thế gian này. Thế gian này có thể bại hoại nhưng mà chúng ta không thể giống nó được quý vị. Thế gian có thể tối tăm đó nhưng mà chúng ta cần phải sống sáng láng. Cần phải sống ngược lại với thế gian quý mài cha. Là đàn ông chúng ta cần phải giữ gìn tấm lòng của chúng ta. Có thể chúng ta bị cám dỗ nhưng mà đừng bao giờ chiều theo cám dỗ. Một ngày nào đó có thể một em hot girl nào đó chân thì dài tới nách, lông nách thì dài tới chân. Nhắn tin cho chúng ta. Quý vị ơi, hãy nói no. Quý ông có đồng ý với tôi điều này không? No. Yeah. Never. Có thể chúng ta suy nghĩ rằng chỉ có mấy trẻ mới bị cám dỗ đi chứ tôi già thế này ai thèm tôi nữa. Trong kinh thánh cái người lớn tuổi cũng bị cám dỗ quý vị. Chúng ta xem Abraham và Sarah đó, họ 90 tuổi rồi, bà Sarah bà 90 tuổi rồi, già khú đế đúng không? Vậy đó mà ông vua Abimelech ông đứng ông nhìn thấy bà Sarah quá đẹp, đẹp quá, ông đem vào cung để làm vợ ông. Quý vị thấy không, 90 tuổi rồi vẫn còn bị dòm ngó. Cho nên 70 tuổi chưa phải là lành đâu. Mà khi mà chúng ta suy gẫm về Abraham và Sarah đó quý vị thấy hay lắm quý vị ơi. Kinh Thánh nói rằng là khi mà ông vua Abimelech á, ông dòm qua, ông vua Ai Cập đó, ông dòm qua cửa sổ, ông thấy hai người giỡn với nhau. Mà trước đó đâu á, Abraham ông nói rằng là đây là em gái của tôi. Ông nói dối, tại vì ông sợ bị dân người ta giết. Vợ ông đẹp quá, sợ rằng là mình sẽ không giữ được cái mạng mình bởi vì có thằng nào nó thấy vợ mình đẹp quá nó giết mình để mà lấy vợ mình. Cho nên ông mới nói rằng là đây là em gái của tôi. Nhưng mà ông vua ông nhìn qua cửa sổ, ông thấy hai người giỡn với nhau như là vợ chồng. Quý vị hình dung với tôi, giỡn như thế nào mà biết rằng đó là vợ chồng? Đúng không? Anh em với nhau giỡn nó khác nhưng mà vợ chồng giỡn nó khác đúng không quý vị? Không, rờ mặt cũng không phải là vấn đề vợ chồng đâu. Nhiều khi ông đụng chạm gì đó đúng không? Chỉ có vợ chồng mới giỡn như vậy thôi. Cho nên tôi khích lệ quý vị, chúng ta là những người lớn tuổi đó quý vị. Hãy cầu nguyện xin Chúa ngày cho chúng ta có một đời sống vợ chồng nồng ấm. Và nhất là vấn đề tình dục, chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ngày cho nó hồi phục lại như thời còn trẻ. Abraham và Sarah 90 tuổi rồi, ông lớn hơn bà 10 tuổi đúng không? Vẫn còn sanh nở được. Quý vị hình dung với tôi, giả sử nếu họ không còn cái vấn đề tình dục và chăn gối nữa, một ngày kia bà Sarah có bụng bự lên, ông này ông sẽ đặt câu hỏi đó, đúng không? Tôi đâu có ăn nằm với bà đâu, tự nhiên bà sinh con. Dẫu rằng Chúa hứa nhưng mà tôi không chấp nhận được. Chỉ có trường hợp của Joseph và Mary đó, thì đó là được hoài thai bởi Đức Thánh Linh thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà trường hợp của Abraham và Sarah đó là họ được hoài thai một cách tự nhiên theo thông lệ bình thường của con người. Cho nên là đến 90 tuổi rồi vẫn còn có quan hệ xác thịt với nhau.
Ở trong Tân Ước cũng có trường hợp của Sachari và Elizabeth nữa. Khi họ lớn tuổi rồi họ không có con, nhưng mà Chúa Ngài đã hứa với họ rằng ngươi sẽ sanh một đứa con đặt tên là Giăng. Và đúng một năm sau thì Sachari đã ăn ở vợ mình và sinh ra một đứa con tên là Giăng Báp-tít. Vậy thì quý vị thấy rằng là khi đã lớn tuổi rồi, vấn đề đó vẫn còn. Và tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta có hôn nhân hạnh phúc. Mà cái điều không thể thiếu được trong một hôn nhân hạnh phúc đó là vấn đề chăn gối vợ chồng. Quý vị có tin rằng là Chúa có thể phục hồi lại được như lúc mà mình còn thanh xuân không? Nếu quý vị muốn, Chúa vẫn có thể làm phép lạ. Amen. Và vấn đề này có thể nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà nó không thể thiếu được ở trong những hôn nhân hạnh phúc. Tại vì khi ban đầu chúng ta đến với nhau, quý vị nhớ đi, chúng ta bị cám dỗ rất là nhiều trong lĩnh vực đó, đúng không? Thế thì tại sao chúng ta bây giờ đã lớn tuổi rồi, chúng ta lại quên bẵng cái chuyện đó đi? Xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể có một đời sống hạnh phúc ở trong ơn của Chúa. Từ thuộc linh cho đến thuộc thể chúng ta được thỏa lòng. Và qua hôn nhân hạnh phúc đó, có thể có xung đột một chút, nhưng mà chúng ta sẽ biết cách để giải quyết xung đột theo lời của Chúa và chúng ta sẽ thỏa lòng. Người vợ ngẫu của chúng ta cũng thỏa lòng và không bị cám dỗ bởi những người khác xung quanh. Amen. Amen. Yeah. Ở trong Philip đoạn 2 câu 4 thì lời của Chúa chép rằng là mỗi người trong anh em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Vậy thì là vợ là chồng, chúng ta cần phải quan tâm đến nhau. Chúng ta xem coi vợ mình muốn cái gì. Vừa rồi tôi nói với vợ tôi, nói vui với vợ tôi: em ơi, anh xin lỗi em, bởi vì cho đến bây giờ 40 tuổi rồi, anh mới thật sự mình là người hiểu biết. Nếu mà anh có một phép màu trở lại với ngày xưa xưa đó, thì anh sẽ không cưới em lúc anh 20 tuổi, nhưng mà anh sẽ cưới em lúc 40 tuổi. Tại vì bây giờ 40 tuổi rồi, anh mới thấy, anh mới hiểu em, mới biết cách để mà sống làm cho em vui lòng. Tại vì từ trước đến giờ đó quý vị, tôi thật sự không có quan tâm đến vợ tôi. Rất là quê mùa, giống y như cái tivi đang trắng hồi nãy tôi nói đó quý vị. Đến nỗi vợ tôi nói anh không có quan tâm đến em, nhưng mà tôi không hiểu. Tôi cứ nói rằng là không, anh đã làm trọn hết cái vấn đề của một người chồng rồi. Anh vẫn yêu thương em mà sao em nói là không quan tâm. Nhưng có những vấn đề tôi không hiểu vợ tôi muốn cái gì. Tôi không đáp ứng được cho cái điều đó quý vị. Rồi vợ tôi cũng không hiểu được rằng tôi muốn cái gì. Và hai vợ chồng tôi dường như sống chung nhà nhưng mà không hiểu nhau. Cho đến bây giờ qua lời của Chúa, qua sự bày tỏ của Chúa, tôi thấy rằng tôi chưa có hiểu tôi trong cái giai đoạn đó. Cho nên tôi chia sẻ điều này ở trong cái tâm huyết ở trong chính cuộc sống của tôi. Khích lệ những bạn trẻ cũng như là những đôi đã lớn tuổi rồi, chúng ta cần phải quan tâm đến nhau. Quan tâm bằng cách nào quý vị? Chúng ta phải quan sát, xem cái cách đi đứng, cái lời nói của vợ mình đang muốn hàm ý cái điều gì. Chúng ta phải đủ tinh tế để chúng ta nhận ra cái nhu cầu của vợ mình, đúng không? Nàng đang được đang cần được yên ủi, đang cần được cảm thông, hay là nàng đang cần được ra ngoài dạo chơi một chút, hay là nàng đang cần có một cái sự khuây khỏa nào đó ở trong tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta phải tinh tế đủ để chúng ta nhận ra được cái tín hiệu từ vợ của mình. Và đây chính là cái vấn đề khiến cho nhiều cặp không có được sự hạnh phúc và thỏa lòng với nhau, bởi vì không hiểu nhau. Tôi có nói với vợ tôi sau này, anh lớn tuổi rồi, anh sẽ viết ra một cuốn sách gọi là Giải Mã Bí Ẩn Phụ Nữ. Tại vì có nhiều người nam, nhất là những nam mà từ 20 cho đến 40 đó quý vị, cái độ tuổi đó rất là dại. Có thể mình biết nhiều thứ lắm nhưng mà mình không biết gì về phụ nữ. Cho nên cái sự ly dị trong độ tuổi mà 20 đến 40 nó rất là nhiều. Mình không hiểu được cái người bên cạnh mình. Nhưng mà tôi nói như vậy thôi chứ không dám viết ra cuốn sách đó. Tại phụ nữ thì 4 tỷ người, mỗi người có một cái tính cách khác nhau. Nhưng mà chỉ nói về những cái gì đó nó chung chung thôi, chứ không dám nói riêng, tại vì mỗi người là một cái thế giới riêng của họ rồi. Không có sách nào viết được hết được một người phụ nữ được hết quý vị. Đúng không? Quý vị phụ nữ, quý vị cũng biết rằng là mình đôi khi mình cũng không hiểu mình muốn cái gì mà. Làm sao có ai có thể hiểu được quý vị được. Nhưng mà trong lời của Chúa thì cung cấp chúng ta những nguyên tắc
Để khi chúng ta đối diện với tình huống khó xử thì chúng ta sẽ biết mình phải chọn hướng nào giải quyết và chúng ta phải giải quyết làm sao ở trong ơn của Chúa. Roma đoạn 15 câu 2 chép rằng là mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng lẫn nhau. Vậy thì chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin hãy cho con có thể hiểu được nhu cầu của vợ, của chồng con, để con có thể chỉnh sửa đời sống và sống một cách đẹp lòng Chúa và đẹp lòng lẫn nhau. Tôi tin rằng khi một người sống đẹp lòng Chúa rồi thì người đó sẽ có thể sống một đời sống đẹp lòng người phụ ngẫu của mình. Amen. Và quý vị sống đẹp lòng Chúa rồi, quý vị sẽ có thể làm đẹp lòng vợ, đẹp lòng chồng của mình. Và chúng ta cần phải noi theo tấm gương của Chúa Giêsu Christ ở trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng của chúng ta. Và điều cuối cùng đó là chúng ta hãy cầu nguyện đuổi đi tất cả những linh xung đột gây ra mâu thuẫn và chia rẽ bất hòa trong vợ chồng của chúng ta. Nếu có những cái vấn đề mà chúng ta mổ xẻ, chúng ta thấy rằng là cái vấn đề là như vậy, nhưng mà dường như có kẻ nào đó nó xúi dục mình là phải chửi chồng, hoặc là mắng chồng, hoặc là đánh vợ, hoặc là làm những cái việc nó khác, nó tổn hại đến nhau. Quý vị ơi, đó là ma quỷ, đó là ta linh xung đột, nó đang tìm cách để đổ dầu vào lửa. Thì quý vị ơi, hãy khôn ngoan để cầu nguyện quỷ phá những cái công việc của chúng nó. Hai vợ chồng cần phải nắm tay lại và nói trong danh Chúa Jesus Christ, những cái linh xung đột gây ra chia rẽ bất hòa này nó phải rời xa khỏi hai vợ chồng con. Tại vì tôi đã từng chứng kiến có những cái hôn nhân á, mình có tư vấn bao nhiêu chăng nữa, dường như là nó không thể nào có thể đi đúng hướng mà mình muốn. Nhưng mà tôi nhìn thấy có những cái tà linh ma quỷ nó ở giữa hai vợ chồng và khiến cho hai người xung khắc với nhau. Người ngoài ta nói rằng là có thể là không hợp tuổi với nhau, hoặc là không hợp phong thủy, cái con vợ này á là nó mạng hỏa, mà cái thằng chồng á là mạng thủy, thủy và hỏa nó xung khắc với nhau. Quý vị ơi, ở trong Chúa không có thủy và hỏa. Ở trong Chúa không có tuổi tác gì hết. Không có mạng này mạng kia quý vị ơi. Vợ tôi là mạng Mobifone, còn tôi là mạng Viettel. Tôi khác mạng với nhau, vẫn sống hạnh phúc, ba đứa con bình thường. Cho nên chúng ta đừng có tin vào trong những cái thứ đó quý vị. Chúng ta phải biết rằng là ma quỷ chính là kẻ đứng đằng sau những cái xung đột đó. Và chúng ta phải cầu nguyện cắt đứt tất cả những cái xung đột ở trong gia đình của chúng ta. Và nó sẽ rời xa quý vị. Và khi nó rời xa khỏi gia đình của chúng ta thì hôn nhân của chúng ta sẽ hạnh phúc và cơn bão nó đi qua, nó sẽ êm ấm trở lại quý vị. Rồi, xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con cầu nguyện xin cánh tay quyền năng của Chúa Ngài giơ ra trên mỗi gia đình của chúng con. Ngay giờ phút này Chúa ơi, gia đình của chúng con cần có sự hiện diện của Ngài, là Chúa Giêsu Christ, Ngài là Chúa của sự bình an. Xin Chúa Giêsu Ngài bước vào trong hôn nhân của chúng con, bước vào trong từng gia đình của chúng con giờ phút này. Ngài là Chúa, là chủ cũ của gia đình của chúng con, Chúa ơi. Ngài là khách vô hình diện mỗi bữa ăn của chúng con và là đấng yên lặng nghe mọi lời nói trong gia đình của chúng con. Lạy Chúa, xin ban phước cho những người vợ, người chồng giờ phút này đang nghe sứ điệp này. Lạy Chúa, xin cho tấm lòng của chúng con luôn yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, để chúng con có thể làm theo lời của Chúa. Mỗi người chúng con cũng tự hạ mình xuống để chúng con có thể mặc lấy sự khiêm nhu, khiêm hạ và sự nhu mì mềm mại giống như Chúa Giêsu Christ, để chúng con có thể yêu thương vợ, yêu thương chồng của chúng con theo như lời của Chúa. Lạy Chúa, xin tập cho chúng con có thể tha thứ cho những lỗi lầm, những sai phạm của nhau, những khác biệt của nhau nữa, để chúng con có thể sống một cách đẹp lòng Ngài ở trong chính ngôi nhà của mình. Chúa ơi, hôn nhân của chúng con đến từ nơi Ngài, và Ngài có một chương trình, có một mục đích dành cho hôn nhân đó. Xin đừng để cho chúng con vì cớ sự ngu dại mà chúng con đánh mất đi hôn nhân đó. Xin Chúa giúp cho chúng con có thể giữ được hôn nhân của chúng con qua những xung đột, qua những cơn bão của sự cãi vã, xung đột, mà chúng con vẫn có thể đứng với nhau và đứng cùng phía với Chúa. Và chúng con tin rằng là không có một sự xung đột nào nó quá kéo dài, Chúa ơi, nhưng mà trong ơn của Chúa sẽ khiến xung đột đó dập tắt đi. Và chúng con sẽ hiểu nhau hơn, chúng con nhìn ra vấn đề và chúng con sẽ mặc lấy tình yêu của Chúa, tha thứ cho nhau, để chúng con sẽ hưởng được phước hạnh và sự ngọt ngào mà Chúa đặt để trong hôn nhân của chính Ngài ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cảm động tấm lòng của mỗi người ở trong cuộc, từ người chồng cho đến người vợ. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng mềm mại để chúng con sẵn sàng để thay đổi theo lời của Chúa. Có những chỗ nào chúng con vẫn còn yếu đuối, vẫn còn khiếm khuyết, vẫn còn thiếu sót, lạy Chúa xin hãy thương xót. Xin chạm đến tấm lòng của chúng con, thay đổi chúng con, Chúa ơi, để chúng con trở nên một người chồng, một người vợ đẹp lòng Ngài và theo đúng lời của Ngài.
Con cảm ơn Chúa vì không có điều gì quá khó với Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài đang đem đến câu trả lời cho nan đề của chúng con. Ngài là câu trả lời cho hôn nhân của chúng con. Lạy Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con quỷ phá tất cả những cái quyền lực của ma quỷ đang gây ra sự lộn xộn, xung đột, bất hòa, chia rẽ trong hôn nhân vợ chồng chúng con. Nó phải rời xa khỏi hội thánh này, rời xa khỏi hôn nhân của chúng con, rời xa khỏi từng gia đình con cái Chúa giờ phút này trong danh Đức Chúa Jesus Christ, để hôn nhân của chúng con thật sự có Chúa Jesus Christ là Chúa bình an. Ngài sẽ cai trị và Ngài sẽ ban phước cho vợ chồng con cái của chúng con. Ở trong hôn nhân của Chúa không có sự lý dị, không có sự chia rẽ, không có sự xung đột gì cả Chúa ơi. Nguyện ý Chúa được nên ở trên chính gia đình của chúng con. Cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa đang hành động ở trong gia đình của chúng con. Xin Chúa tiếp tục làm trọn hết cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Còn cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh để Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.